Đây em ơi, mẹ mới đi chợ về mua cho anh em mình mấy cây kẹo chíp ba chíp này. Các em, bây giờ để anh đếm xem bao nhiêu cây nha. 1 cây nè, 2 cây nè, 3 cây nè, 4 cây nè. Giờ ở đây có 3 người mà sao 4 cây ta? Làm sao để chia cho đều? À, anh có cách rồi. Đây, em đưa là cái, Duy một cái, còn 2 cái là của anh. Anh chia sai rồi, để em chia cho. Anh Duy một cái nè, anh Duy một cái nè, còn 2 cái là của em. Em cũng chia sai rồi, để anh chia cho nè. Đây. Ngon quá. Giờ em chia ra. Anh Vinh một cái, em một cái, Đô La một cái. Công bằng chưa? Ừ nha. Công bằng rồi á. Vậy thôi, em đi ra ngoài kia giải Rubik đây. Hai người ngồi đây chơi đi nhé. Đô La, có thấy cái gì đó sai sai không Đô La? Có gì sai sai đâu. Hồi nãy anh nhớ anh đếm kỹ lắm, có 4 cây mà sao bây giờ còn có 3 cây? Có còn 1 cây nữa đâu ta? Anh Duy ăn mất 1 cây rồi. Thế Duy ăn 2 cây, còn hai anh em mình ăn được có 1 cây à? Đuổi theo. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy mình có thông minh không? Mình mới nói có mấy cái đâu thôi mà lừa được anh Vinh tiền lẻ với lại Đô La ăn được 2 cái kẹo chíp ba chíp luôn đó các bạn. Hả? Em đưa kẹo cho anh. Đưa kẹo đây cho anh. Đưa kẹo đây cho anh. Đưa kẹo đây cho anh. Anh thả chân em ra. Thả ra đi. Không thả đâu, khi nào đưa kẹo thì anh mới thả. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con. Trời ơi, nhà có 3 thằng con trai mà lúc nào cũng ôm sòng. Đưa kẹo đây cho anh. Đưa kẹo cho anh. Đưa kẹo đây cho anh. Còn nữa không mà đưa. Đưa kẹo đây cho anh. Kẹo đây cho anh. Mẹ đây nè. Hai đứa làm gì vậy? Thả đây ra coi. Nè, có chuyện gì nói mẹ nghe xem nào. Dạ, em Duy ăn hết cây kẹo chúp ba chúp của con với em Đô La rồi. Có không bà Duy? Dạ, có mẹ. Mẹ, 4 cây mà mỗi người 1 cây, Đô La 1 cây, anh Vinh 1 cây, con 1 cây. Còn dư 1 cây thì con ăn là chuyện bình thường rồi. Con nghĩ như thế là công bằng á hả? Nhà có 3 đứa con trai thôi mà không khi nào đoàn kết yêu thương mấy nhỏ trên á. Ngày nào cũng tranh giành à. Ba con đi ra ngoài bàn ngồi ngay cho mẹ đi. Mẹ có chuyện muốn nói. Dạ. Hai em á, không biết nhường cho em. Tại hai em á, không biết nhường cho anh mới đúng. Tại hai người mà em mới bị vậy nè. Tại hai người á. Em á. Tại hai người á. Tại hai em á. Thôi được rồi, đi lại ngay cho mẹ đi. Nhìn đây, bây giờ mẹ sẽ có một thử thách dành cho ba con ha. Đây là một bó đũa và đây là 4 cây kẹo hamburger. Ai mẹ được bó đũa này, mẹ sẽ thưởng 4 cây kẹo dạng hamburger này cho người đó. Con chưa, con rồi, dường em Đô La trước. Ê. Bẻ mạnh lên Đô La. Đô La bẻ yếu quá. Đây, đưa anh bẻ cho. Nó cứng quá. Nè Phi, em làm cho. Bẻ cái bó đũa này ư. Ta 75kg. Cái này cũng phải 300g. Xem sức mạnh của tay. Sao lại bẻ không được trời. Mẹ ơi cứng quá con làm không được. Khó lắm đúng không các con? Dạ. Bây giờ mẹ sẽ có một thử thách khác dễ hơn nè. Vinh, Đô La, Duy. Mẹ gãy dễ quá mẹ. Đúng rồi, con mình xét thì rất là dễ đúng không? Dạ. Thì qua cái thử thách vừa rồi á, ai có thể rút ra cho mẹ một bài học nào? Con mẹ. Duy nói đi con. Dạ. Nếu mà tụi con yêu thương đùm bọc lẫn nhau thì con tụi con sẽ như một bó đũa như vậy, mạnh mẽ không dễ dàng bị phá hủy. Còn nếu không đoàn kết với nhau thì sẽ như chiếc đũa này bị vấp ngã và gãy dễ dàng trước mọi tình huống. À, Duy nói rất là đúng ha. Các con là anh em trong một nhà, lúc nào cũng phải đoàn kết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Các con hiểu chưa? Dạ hiểu. Hai em ha. Dạ. Duy một cái,
em Lola cái, anh một cái, còn cái này dành cho em Lola vì em Lola là nhỏ nhất, được không Duy? Được.